Xin chào anh em nha, chào mừng em đã quay lại kênh của mình nha anh em. Rồi, kênh chính của mình là kênh Di động Hồi Phúc ha. Số thoại đặt hàng chỉ duy nhất một số này nha anh em, 0355 356 356 nha anh em. Anh em chỉ gọi thẳng số này là gặp mình nha. Mình ở ngay ngã tư chợ Phước Cát Tiên Lâm Đồng nha anh em. Quy định mua máy thì anh em mua nhiều trong kênh mình cũng biết rồi. Cặp trước cái cặp thì theo 50k, cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên 1 triệu thì em mua lần một cặp 100 ngàn nha. Bằng thế cao hoặc là anh em chuyển khoản đều được nha. Thì mình đều nhận hết bằng thẻ cào và chứng khoán. Mình thì bán máy thì có ship code toàn quốc. Anh em ở xa cứ việc cặp cạc là mình sẽ chuyển hàng cho anh em. Tới nơi thì anh em kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền shipper. Mình thì mình bao test 1 tuần và bảo hành cho anh em 1 tháng. Đó, anh em cứ xem kỹ clip trước khi đặt hàng nha. Máy lỗi thì mình sẽ bao đổi trả, không có lăn tăn hết nha, không có thì lại gì ở đây nha. Rồi, không dài dòng nữa, xin giới thiệu máy hôm nay cho anh em nha. Hôm nay mình có một con VinMax B3 nè, VinMax B3. Con này thì vỏ sale xuất sắc, đánh giá là xấu, không đẹp ha. Đây, em lấy nét cho anh em xem. Đó, máy thì nguyên zin, vỏ xấu, kính thì đường cái ken, có dán cơ lực cho anh em rồi. Đó, máy bán ra đa số là mình dán cơ lực kèm sạc cho anh em đầy đủ nha. Con này là VinMax B3, màn hình 6 inch, RAM 216, pin con này là 3000. Đó, B3 ha. Thông tin tất cả các kiểu thì mình đã quay kỹ cho anh em rồi. Nói chung là kính camera của con đẹp, chỉ có cái nắp sau là xấu thôi nha. 950k anh em, 950k. Tiếp theo là một con Vivo i55, máy riêng nguyên bản, RAM 216, màn hình thì 5.2, pin 2006 nha. Đó, máy thì còn khá là đẹp, không có xấu nha anh em. Kính can nha. Đó, kính rồi các kiểu ok hết ha. Đó, Vivo i55 giá 1150. Oppo A83, con này nắp sau thay mới keng cho anh em rồi, như một con máy mới luôn. Đó, Oppo A83. Máy đẹp, tầm 98 trở lên luôn. RAM 4GB, bộ nhớ 32, màn hình 5.7, pin thì 2009 nha. Đó. Anh em mua thì cứ máy gửi tới nơi cho anh em cứ test thoải mái thôi. RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. Đó, mình giới thiệu rất kỹ càng, đúng chất lượng máy cho anh em nha. Giá con này là 1550 kèm sạc gian kính nha, 1550 nha anh em. Tiếp theo là con Huawei i7 Pro anh em. Huawei i7 Pro, con này RAM 3, bộ nhớ 32 nha. Màn hình 5.99 rồi, còn 6 inch nha, pin 3000. Máy thì nắp sau còn đẹp keng, kính đẹp. Đó, máy nói chung là đại khái là ok cho anh em luôn. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Xài cũng nói chung là khả năng cho anh em lên mạng thoải mái luôn, không có lăn tăn hết ha. Còn RAM 3GB, giá để anh em là rất là bèo nha, 1350 kèm sạc gian kính cho anh em luôn, 1350 quá bèo. Một em Vivo i67, con này là i67 nha, RAM 4, bộ nhớ 32 nha, màn hình 5.5, pin con này là 3000 luôn, kính đẹp, lưng đẹp, màn riêng, màn rất là sáng đẹp anh em. Đó, màn rất là ok luôn, sáng đẹp cho anh em luôn, hiển thị sắc nét. Giá 1590. Vivo i71, lưng đẹp, kính đẹp. Máy bán ra thì có dán cơ lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy, kèm sạc. Đẹp tầm 97 con này, RAM 4, bộ nhớ 64, màn hình 6 inch, pin 3360. Đó, con này để anh em giá 1750 nha, 175. Tiếp theo cho anh em là một con Samsung A10, máy nguyên zin. Lưng sau thì xấu anh em, lưng sau này xấu, mình chưa có thay mới đâu. Con này màn hình 6 inch 2, RAM 232, pin con này là 4000. Đó, kính thì đựng cái dán lực đẹp rồi anh em. Con này mình mới reset lại. Đó, thiết lập lại cho anh em nha. Đó, màn sáng đẹp nha, màn sáng đẹp A10. Con này để anh em giá 1490, 1.490.000 kèm sạc gian kính nha. Lưng sau thì hơi xấu. Tiếp theo là một con Nokia 5.1 Bluetooth anh em, 5.1 Bluetooth, màn hình 5.8 nha, RAM 332, pin 3060, kính xấu nha, kính keng bị bể này đó, kính bể ha, có sao nó vậy, rõ ràng quan điểm. Còn màn thì bên trong sắc đẹp nha, bể mọi kính, còn mọi chức năng full, giá 1350, đến em 1350. iPhone 7 nhỏ, máy nguyên zin, pin 100 luôn anh em, 32GB. Còn nguyên riêng, lưng sau rồi sức nhẹ, kính đẹp nha. Máy bao anh em xài luôn.
Vân tay vân chân đầy đủ nha anh em, máy quốc tế ha, chỉ việc bỏ sim là xài. Con này để anh em giá 285. 2850. Oppo F5 anh em, Oppo F5. Con này kính cam bị bê cái gì vậy đây? Bê. Nhưng mà không ảnh hưởng tới camera chụp hình nha, bình thường nha. RAM 464 nha anh em, màn hình 6 inch. Pin con này 3100. Đó, màn sáng đẹp. Chức năng hoạt động full nha. Đây mình sẽ cho anh em coi cái cấu hình máy ha. Oppo F5 bản cao, RAM 4, bộ nhớ 64, nói chung con này bán nội địa ha. Giá 1750 anh em, 1750. Để mình sẽ thay cái kính cam cho anh em luôn, đẹp luôn, khỏi cần. Bé là nhìn là xấu nha, không ưng, thay luôn. Con này là Oppo F1S ha, RAM 4, bộ nhớ 32, màn hình 5.5 inch, pin con này là 3075. Kính đẹp, lưng đẹp. Màn ok luôn. Con này giá 1.500.000 nha anh em, RAM 4GB, bộ nhớ 32. Tiếp theo là con Oppo A5, bản nội địa ha, RAM 4, bộ nhớ 64. Bản Việt Nam là A3S thì chỉ RAM 216 thôi, hoặc là RAM 332. Nhưng mà con này bản cao ha, RAM 464, màn hình 6.2 inch, pin thì cũng 4230. Đó. Máy sáng đẹp nha, chức năng rất là ok. 2150 nha anh em, 2150. Và một con anh em nữa anh em, anh em mà con này RAM 464 nhưng mà màu đỏ nha. Anh em nào thích lấy màu đỏ thì lấy nha. Con này thì màu đỏ, con kia thì màu xanh đen. 2150. F9 thì vẫn còn, anh em nào cần liên hệ nha. Bản RAM 6 của như 128 nha anh em. Bản khủng nha. Màn hình 6 inch, pin 3500. Máy đẹp trên 9798 nha. Đó. Máy rất là đẹp. Màn sáng canh luôn. Để anh em giá 2650, 2650. Kèm sạc gắn kính. Có con Samsung A750 nhưng mà con này đang mật khẩu chưa mở. Để mai mình mở mật khẩu xong rồi mốt mình quay clip con này cho anh em nha. À, còn A750 máy ring này, sạc rất là xuống này. Realme 5. Con này thì màu tím, lưng 6 ha. Lưng 6 máy ngưng ring. RAM 3 bộ nhớ 64, màn hình 6.5 inch, pin con này 5000. À, pin 5000. Máy ok luôn. Màn sáng đẹp. Con này là giá 2.200.000. Redmi 9T, màn hình 6.53, RAM 464, pin 6000 anh em. Con này cực được đường cái là pin trâu. Pin khá là trâu. 6000, máy đẹp tầm 98. Đó. Nét căng luôn. Nguyên ring nha anh em. Tất cả thông số này. RAM 4GB này. Pin 6000. Redmi 9T giá 3.100.000. iPhone 5 SE 16GB máy ring. Máy ring pin này coi nó còn nhiêu. Pin 88 đó, cũng rất là cao. Máy đẹp nha. 1690 anh em. iPhone 8 nhỏ, máy đẹp kem, tầm 98. Máy sạch ha, vân tay vân chân đầy đủ cho anh em luôn, quốc tế. Chỉ việc bỏ sim là xài thôi. Con này để anh em giá 4.200.000. Một con Oppo F5 mà màu đỏ nè, Oppo F5 màu đỏ nha, màn hình 6 inch nha, cũng RAM 464, pin 3100 luôn. Đó, màn sáng đẹp nha. Con này là Oppo F5, bán nội địa ha, bán nội địa thì RAM 4, bộ nhớ 64, giá 1750 nha anh em. Rồi mình có một con Oppo F11 Pro, máy full ring, full chức năng. Cam trước, cam sau đẹp, máy màn lông mèo nhẹ, 1-2 cộng thôi, lưng sau xuất xuất như clip mình quay. Đó. Cam kiếc con này thì ok luôn. Đó. Cam trước cam sau rất là nét nha. Đó. Con này màn hình 6.5 inch nha anh em. RAM 6GB, bộ nhớ 128, pin 4000. Đừng coi thử chính xác là 128GB nha. RAM 6 bộ nhớ 128. Không chính xác luôn anh em. RAM 628 nha. Màn thì có một đốm phản quang nhìn nhẹ thôi, chả đáng kể gì. Đốm nhìn xíu 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 à. Con này để anh em 34 nha, 3.4 triệu. Kèm sạc gian kính luôn. Note 8 anh em, Xiaomi Redmi Note 8 ha. Màn hình 6.3, RAM 4, bộ nhớ 128, pin 4000. 128GB anh em. RAM 4GB, bộ nhớ 128. Máy full chức năng. Đây.
tất cả thông số cho anh em xem luôn. RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB. Con này đến em giá 2,8 triệu nha, kèm sạc nhan kính cho anh em, máy đẹp tầm 97-98. Một con Realme NAM màu xanh, bản này nguyên zin, máy khá là đẹp, tầm 90, con này phải 97-98 trở lên rồi. RAM 3 bộ nhớ 64, màn hình 6,5 inch, pin 5000, giá 2,3 triệu. Con này 2,3 triệu nha, kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy, máy đẹp tầm trên 98. Rồi, clip này xin tạm dừng vào đây. Thằng ấy chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe thành công. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha. Chào anh em nha.